Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Thưa quý vị, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn, còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 11 âm lịch sắp tới. Với mong muốn anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng 11 sắp tới, gia chủ tuổi Nhâm Thân có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay là gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời quý anh chị hãy cùng theo dõi video để biết thông tin cụ thể tổng quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Nhâm Thân trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 11, tức ngày 25 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 11 năm 2020, tức ngày 6 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn. Tiêu tiền và những việc cần thiết không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Thân trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 26 tháng 11 năm 2020, tức ngày 9 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 2 tháng 11, tức ngày 16 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 14 tháng 11, tức ngày 28 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Họa. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992 trong tháng 11 âm lịch. Vào tháng 11 âm lịch, những người sinh năm 1992 sẽ có một gia tài thịnh vượng. Đối với tài lộc, ngoại trừ tiền lương vững chắc và thường xuyên,
các bạn cũng sẽ kiếm thêm tiền từ bạn bè. Có điều quan trọng là bạn phải tránh xa những kẻ tham lam. Trong sự nghiệp, bạn sẽ được thăng chức nhờ sự siêng năng và chăm chỉ đối với vận may tình yêu. Nhưng con khỉ độc thân sẽ gặp được ý trung nhân, vì vậy nên nắm chặt cơ hội. Nhâm Dương Thủ gặp Mậu Dương Thổ là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Thân nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong tháng này, các gia chủ Nhâm Thân sẽ cần chú ý ngày âm lịch 11 tháng 11 năm 2020, tức ngày 25 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Sự nghiệp. Nhờ sự may mắn trong công việc, người tuổi Nhâm Thân 1992 sẽ được thăng chức trong tháng này. Bạn sẽ thấy dễ dàng để đạt được nhiều thành tích trong công việc và những nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận. Để cải thiện vận may và sự nghiệp trong năm 2020, tốt hơn hết là bản mệnh nên đeo vòng tay tam giáp khải vận Thân, Tý, Thìn. Ngoài ra, trong tháng 11 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Nhâm Thân cần phải cẩn trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Bản mệnh cũng cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng, sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Như vậy, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp tài lộc, những gia chủ tuổi Nhâm Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Hơn nữa, vật phẩm cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành, tài lộc của tuổi Nhâm Thân. Xem tử vi tháng 11, tuổi Nhâm Thân không cần quá lo lắng về được con đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để con đường tài lộc hanh thông, rộng mở, bước sang một bước mới, các gia chủ tuổi Nhâm Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, tam giáp khai vận, Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông thuận lợi. Vòng tam giáp khai vận Thân, Tý, Thìn là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi Thân, Tý, Thìn. Vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ, tình cảm và xà đạo của tuổi Nhâm Thân. Những người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 sẽ rất may mắn trong mối quan hệ yêu đương, tình cảm trong tháng này. Tử vi cho thấy có báo hỷ trong tháng 11 âm này nên các gia chủ tuổi Nhâm Thân nếu đã có đối tượng thì rất phù hợp để kết hôn. Nếu bạn còn đang độc thân thì đây là thời điểm tốt để bạn tìm hiểu yêu đương. Hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể vì đó là cơ hội của bạn. Với những người đã có gia đình, hãy dành thời gian này cho đối phương và các con của bạn. Một chuyến ra ngoại sẽ khiến tình cảm của gia đình bạn gắn bó hơn. Để kích đào hoa, tăng hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi Nhâm Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giáp khai vận, Thân, Tý, Thìn để sức khỏe. Gia chủ sẽ có sức khỏe tốt trong tháng này do bạn thường tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi. Điều này giúp bạn tràn đầy năng lượng. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại, không thể phục hồi cho cơ thể. Ngoài ra, bạn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữ chế độ ăn uống hợp lý và giờ thường xuyên.
Ngoài ra, người tuổi Nhâm Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn chế tác từ gỗ huyết long và hạt đá mã não đỏ, là một loại đá quý có tác dụng tốt với hệ tim mạch. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với anh chị về vận trình tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định, nhưng gia chủ tuổi Nhâm Thân là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 11 âm lịch. Để may mắn, thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng minh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Nhâm Thân trong tháng 11 âm lịch này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.